Đến trưa nay 19 tháng 2, giá bán vàng miếng SJC tại một số tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 76 triệu đồng một lượng, giảm 1,2 triệu đồng một lượng so với giá bán niêm yết tối 18 tháng 2 và thấp hơn 1,5 triệu đồng một lượng so với giá bán tại các công ty vàng lớn, trong khi giá mua vào lại ngang với giá mua của các công ty vàng lớn. Theo ghi nhận, ngày vía thần tài, nhiều người vẫn đi mua vàng cầu may, nhưng so với những năm trước, sức mua đã giảm rõ rệt. Phần lớn khách hàng chỉ mua 1-2 chỉ vàng đúng nghĩa cầu may chứ không mua nhiều vì đã nắm được quy luật sau ngày thần tài giá vàng sẽ giảm không phanh. Lượng khách hàng đến mua vàng cũng giảm hơn. Một số công ty vàng cũng thừa nhận sức mua có giảm so với mọi năm do kinh tế khó khăn và giá vàng cao. Có công ty ước tính sức mua giảm khoảng 30-40% so với những năm trước. Còn tại Hà Nội, từ sáng sớm, nhiều khách hàng đã tranh thủ đến cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy để mua vàng trong ngày vía thần tài. Phía ngoài cửa hàng, các hàng ghế được bố trí để khách hàng thoải mái khi chờ đến lượt giao dịch. Khác với ngày thần tài những năm gần đây, giá vàng tại nhiều cửa hàng tại Hà Nội giảm nhẹ so với các ngày trước. Sáng ngày 19 tháng 2, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC còn 75,40 triệu đồng một lượng mua vào, 77,90 triệu đồng một lượng bán ra.